Mới đây, thời báo SCMP của Hồng Kông Trung Quốc đã vinh danh Hang Sơn Đoong của Việt Nam là một trong 7 điểm tham quan dưới lòng đất đẹp nhất thế giới. Theo các chuyên gia, Hang Sơn Đoong ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được hình thành cách đây khoảng 2,3 triệu năm khi một con sông lớn làm xói mòn hàng loạt đoạn núi đứt gãy trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Hang động này hiện là nơi sinh sống của hàng loạt các loài động thực vật quý hiếm nhờ lượng mưa dồi dào và ánh sáng chiếu vào hang. Sơn Đoong đã được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là hang động lớn nhất thế giới vào năm 2009. Mặt cắt ngang hang động của Việt Nam này được cho là rộng gấp đôi so với lối đi lớn nhất của hang đi ở Malaysia. Nhưng hiện nay, nhiều chuyên gia tin rằng hang Sơn Đoong có thể còn lớn hơn những gì đã phát hiện ra trước đây. Ngoài hang Sơn Đoong của Việt Nam, trong danh sách những điểm tham quan dưới lòng đất đẹp nhất thế giới của SCMP còn có hang Tham Luang Nang Non của Thái Lan, hầm mộ Paris của Pháp, hầm trú ẩn thời chiến tranh lạnh Albany, hang Sáu Sậy của Trung Quốc, đường hầm Malinta của Philippines và bảo tàng khai thác than quốc gia Vương quốc Anh.